chào các anh chị. Ngày thứ năm ngày 8 tháng 12. Kỳ 1 2022 2023 các lớp hệ đại trà ở cơ sở Linh Trung. Câu 1. Dạ. Cho dãy số thực AN được định bởi AN bằng N sin chia N bình cộng với cos mũ 4. Tìm giới hạn của dãy số AN khi N tiến về cộng vô cùng. N bình cộng cos mũ 4 của N. N sin n chia n bình phương cộng cos mũ 4 của n. Chị lấy trị tuyệt đối. Bằng n chia cho n bình cộng cos mũ 4 nhân với trị tuyệt đối của sin. Các anh chị để ý rằng là trị tuyệt đối của sin thì bé hơn hoặc bằng 1, không âm và bán bằng 1. Và để ý là cái số hàng phía trước thì nó dương, là lớn bằng 1 mà. Cho nên chúng ta thấy rằng là bé hơn hoặc bằng n chia n bình cộng với cos mũ 4. Và ngoài ra chúng ta để ý là n bình cộng với cos mũ 4 thì lớn hơn hoặc bằng n bình, cho nên ở đây sẽ bé hơn hoặc bằng n chia n bình, tức là 1 chia n. Mở đơn vị n bình phương cộng với cos mũ 4 lớn hơn bằng n bình. Do đó n nhân với sin n chia n bình cộng với cos mũ 4 lớn hơn hoặc bằng trừ 1 chia n, nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n. Thì các anh chị lưu ý đây là một cái cách kẹp ha. Điều này đúng với mọi n lớn bằng 1. Mà liêm của dãy chặn dưới, liêm của trừ 1 chia n khi n tiến về cộng vô cùng dễ thấy là bằng 0. Liêm của dãy số chặn trên là liêm của 1 chia n, n tiến về cộng vô cùng dễ thấy là bằng 0. Nên suy ra là dãy số bị kẹp ở giữa cũng có liêm và liêm bằng giới hạn chung ở đây luôn, nên tồn tại liêm của n nhân với sin n chia n bình cộng với cos mũ 4 n tiến về cộng vô cùng và
bằng với hàng chung là bằng 0. Đó là một cái lời giải cho câu số 1. Câu số 2. Khảo sát sự liên tục của hàm số f(x). Câu B là chứng tỏ phương trình này có ít nhất một nghiệm trong đoạn 0,1. F(x) có hai nhánh. X mũ 5 trừ 4x mũ 3 trừ 2x bình cộng 3x cộng 1 x lớn hơn hoặc bằng 0 bằng x cộng 1 với x nhỏ 0. X mũ 5 trừ 4x mũ 3 trừ 2x bình cộng 3x cộng 1. Câu A. Khảo sát sự liên tục. Trường hợp 1, x lớn hẳn 0, fx bằng x mũ 5, trừ 4x mũ 3, trừ 2x bình, cộng 3x cộng 1, là hàm sơ cấp. Nên hàm f liên tục. Hàm sơ cấp thì liên tục trên miền xác định, cho nên các chị thấy rằng là liên tục tại mọi x dương. Miền xác định của nhánh này là x dương. Trường hợp 2, x nhỏ hẳn 0, fx bằng x cộng 1, cũng vậy là hàm sơ cấp. Nên f liên tục tại mọi x nhỏ 0. Bây giờ tại x bằng 0, trường hợp 3, tại x bằng 0, tại x bằng 0 thì bây giờ các anh chị thấy là bước thứ nhất chúng ta đi tính liên của fx. X tiến về, ví dụ không trừ trước đi. X tiến về không trừ là x nhỏ hơn 0, chúng ta thay fx bởi x cộng 1. X tiến về không trừ và thế x bằng 0 vô rõ ràng là 1. Liên của fx x tiến về không cộng. Bằng liên của x mũ 5 trừ 4x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng 3x cộng 1. X tiến về không cộng. Thế x bằng 0 vô thôi, dễ thấy là 1. Rồi, bài toán này mức độ lớp 11 ha. Bài này tôi thích cho mức độ mới hơn. Cho lại bài phổ thông nó không hay lắm. F tại 0. Theo đề bài các anh chị thấy là mình lấy nhánh thứ nhất ha.
hay fx bởi bằng 0 vô cái nhánh thứ nhất nè, 0 mũ 5 trừ 4 nhân với 0 mũ 3 trừ 2 nhân với 0 bình cộng 3 nhân 0 cộng 1 đó là bằng 1. Ta có lim của fx x tiến về 0 cộng mình đã tính rồi. Các chị thấy lim fx x tiến về 0 cộng là bằng 1, và như vậy nó cũng bằng lim của fx x tiến về 0 trừ và bằng f tại 0 luôn. Lim fx x tiến về 0 trừ các anh chị thấy cũng bằng 1 và f tại 0 cũng bằng 1. Và đẳng thức này xảy ra thì kéo theo hàm f liên tục. Tại x bằng 0. Hàm liên tục tại x bằng 0. Và như vậy chúng ta kết luận là hàm số liên tục trên R trên toàn bộ trục số luôn, không gián đoạn tại điểm nào cả ha. Không có điểm gián đoạn nào cả. Câu 2 à. Như vậy là xong. Chứng tỏ phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm trong đoạn 0,1. Bây giờ x lớn bằng 0 thì fx bằng x mũ 5 trừ 4x mũ 3 trừ 2x bình cộng 3x cộng 1. Bây giờ ta có f tại 0 là bằng 1. F tại 1 1 trừ 4 trừ 2 cộng 3 cộng 1. Vậy các anh chị thấy là trừ 6 cộng 5 là trừ 1. Do đó f tại 0 nhân với f tại 1 các anh chị thấy là 1 nhân với trừ 1 nhân 0. Mà fx là hàm sơ cấp nên liên tục. Trên nửa khoảng 0,1 và f cũng liên tục tại 0 luôn. Cho nên theo định lý giá trị trung bình thì tồn tại x0 thuộc khoảng 0,1. Sao cho f tại x0 bằng 0. Như vậy nói cách khác là phương trình fx bằng 0 có nghiệm, có ít nhất một nghiệm trong đoạn 0,1. Vậy fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm x0
trên đoạn 01. Kết thúc cái câu 2B. Chúng là dùng định lý giá trị trung bình và mức độ là nhẹ nhàng. Câu số 3, số 3 5 điểm hay nhiều. Câu A. Fx bằng căn bậc 2 của x cộng 2 để trừ đi 2x. Câu A là dùng định nghĩa đạo hàm tìm đạo hàm của f tại 2. Câu A. F phải tại 2 bằng lim. Thì một cách viết là lim fx trừ f2 chia x trừ 2 x tiến về 2. Fx thay bởi căn bậc 2 của x cộng 2 trừ 2x. Trừ đi f tại 2 là căn bậc 2. 2 cộng 2 là 4. Viết 2 cộng 2. Trừ đi trừ là cộng. 2 nhân 2 là 4. X trừ 2. Tiến về 2. Căn bậc 2 của x cộng 2 trừ cho căn bậc 2 của 4 chia cho x trừ 2 trừ đi 2x trừ 4 chia x trừ 2 x tiến về 2. Nhưng căn bậc 2 của 4 thì các anh chị có thể viết 2 luôn cho rồi. Bây giờ chúng ta nhân tử và mẫu của phân thức này với lượng liên hợp của điện tử là nhân với tổng hai căn. Thì lúc này với mẫu là x trừ 2 nhân với căn bậc 2 của x cộng 2 rồi cộng 2. Lúc đó trên tử được cái gì? Trên tử có dạng A trừ B nhân với A cộng B là A bình là x cộng 2 trừ B bình là trừ 4. Trừ đi 2x trừ 4 chia x trừ 2 thì dễ thấy là 2. X tiến về 2. X cộng 2 trừ 4 với x trừ 2 rút gọn với x trừ 2 dưới mẫu đi. Như vậy là còn 1 chia cho căn bậc 2 của x cộng 2. Hơi thừa căn bậc đơn. Trừ đi 2. X tiến về 2. Cái hàng này các anh chị thấy là nó cũng hơi khó chịu chút xíu á. Và đến đây thì các anh chị chỉ việc thấy x bằng 2 vô thôi. Như vậy là 1 trên cho 2 cộng 2 cộng với 2 trừ đi 2. Giới hạn của hàm sơ cấp thì mình thế vô thôi. Căn bậc 2 của 4 là 2, 2 cộng 2 là 4, 1 phần 4 trừ 2, 1 phần 4 trừ 8 phần 4 là trừ 7 phần 4. Hình như đây mới có một y à. Câu A nó có nhiều ý.
2. Tìm điểm cực trị của hàm số f. Fx bằng căn bậc 2 của x cộng 2. Đây là bài toán lớp 12. Cực trị của hàm số này. Thương sinh viên quá rồi. Mình xác định là trừ 2 đến cộng vô cùng. Rồi f phải 1 trên 2 căn của x cộng 2 trừ đi 2. Một trừ 4 căn bậc 2 của x cộng 2 trên cho 2 căn của x cộng 2. Tuy là mức độ lớp 12 nhưng mà cũng bởi vậy dễ trừ điểm lắm nha. Bây giờ ví dụ mình xem f phẩy nó lớn bằng 0 khi nào đi. 1 trừ đi 4 căn bậc 2 của x cộng 2 chia cho 2 căn bậc 2 của x cộng 2 lớn bằng 0. Như vậy là dưới mẫu là x cộng 2 phải dương ha. Để cho vừa có nghĩa và vừa khác không luôn. Lúc đó thiên tử là 1 trừ 4x, 4 căn của x cộng 2 đúng mà không, vì dưới mẫu lúc x cộng 2 dương thì dưới mẫu cũng dương luôn rồi. Chỉ có thể bài này chắc có thể dùng đạm cấp 2 cũng được. X cộng 2 lớn 0 sao chưa giải luôn trời. Căn bậc 2 của x cộng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 1/4. Bình phương hai vế của bốc phân trình thứ nhì x lớn trừ 2. Bình phương hai vế thì x cộng 4, x cộng 2 bé hơn hoặc bằng 1/4, đem bình là 1/16. Như vậy các anh chị thấy là x đi từ trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 1/16 mà trừ 2, một mặt trừ 32 là trừ 31 chia 16. Biến thiên x f phải x đi từ trừ 2 đến cộng vô cùng và giá trị x làm cho đạo hàm bằng 0 là trừ 31 chia 16. Ở đây đạo hàm bằng 0, tại trừ 2 thì đạo hàm không xác định nha, không tồn tại nha. Phần xét dấu đạo hàm thì đạo hàm lớn bằng 0 ứng với x từ trừ 2 đến trừ 31/16, đây là dấu cộng nè. Vậy bên đây là dấu trừ. Như vậy là chiều biến thiên của hàm là tăng lên, giảm xuống.
Vậy hàm số đạt cực đại điểm cực đại này đôi khi còn gọi là giá trị lớn nhất địa phương, giá trị lớn nhất địa phương. Tại x bằng trừ 31 chia 16. F cực đại bằng F tại trừ 31 chia 16. Thế vậy căn bằng 2 của x cộng 2 tức là trừ 31 chia 16 cộng 2 rồi trừ đi 2x 2 nhân với trừ 31 chia 16. Vậy là 32 trừ 31 là 1 chia 16, căn bậc 2 của 1 chia 16 là 1 phần 4. Trừ đi trừ là cộng 31 chia 16 là nhân 2 là 31 chia 8. 1 phần 4 là 2 phần 8 cộng với 2 cộng với 31 là 33 phần 8. Đó là giá trị cực đại. Bài cũng vui, lâu lâu làm bài lớp 12 cũng vui. Mình nên cho các cái bài nó mới để chị sinh viên họ thấy được cái toán cao cấp nó có cái gì mới. Còn mình cho bài dĩ nhiên dễ thì sinh viên nó đậu nhiều, nhưng mà để có cái quan điểm cho rằng là không có gì mới trong toán ha, học lại không hay. Bài không sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính xấp xỉ tuyến tính cho F tại 2,01. F tại 2,01 gần bằng gì? À, chúng là xấp xỉ tuyến tính. Ở đây Fx bằng căn bậc 2 của x cộng 2 trừ đi 2x. Bây giờ f phải x bằng 1 chia 2 căn bậc 2 của x cộng 2 rồi trừ đi 2 chứ, tự nhiên có dấu chấm phẩy ngộ kìa, trừ đi 2. Đây tôi ghi luôn chọn x0 bằng 2, h là bằng 0,01. Có nhiều cách trình bày các anh chị ha, đây chỉ là một cách viết thôi. Thế thì f phải tại x0 tức là f phải tại 2, 2 cộng 2 là 4, căn bậc 2 của 4 là 2, nhân với 2 là 4, 1 phần 4 trừ 2, 1 trừ 8 là trừ 7 chia 4. Rồi f tại 2 căn bậc 2 của 2 cộng 2 là 4 trừ đi 4 trừ 2. Mình nói áp dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, ta có tại 2,01 tức là f tại x0 cộng h thì gần bằng f tại x0 cộng với f phải tại x0 nhân h. Đây chính là công thức được gọi là công thức xấp xỉ tuyến tính này. Như vậy gần bằng f tại x0 là trừ 2
cộng với f phẩy thì chia rho, các anh chị thấy là trừ 7 chia 4 và nhân với h là 0,01. Chỗ này thì mình chịu khó bấm máy và thu được cái kết quả là số thực phân hữu hạn. Trừ 2, trừ đi 7/4, nhân với 0,01. Trừ 2,0175. Số phân hữu hạn có 4 chữ số thì mình viết hết lại luôn ha. Câu 3y. Câu B là coi như độc lập với câu A, câu 3b. Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong C được cho dạng ẩn x trừ 1 cộng với y mũ 3 cộng với 2x bình y bằng 0 tại điểm M 0,1, đặt tên điểm đó luôn. Chúng ta nhẩm thay x bằng 0 và thay y bởi 1 thử thì bằng 0 hoặc thay x bằng 0. Rồi, y bằng 1 thì thỏa ha. Cho nên điểm này rõ ràng là điểm nằm trên đồ thị C. Bây giờ các anh chị lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức xác định hàm ẩn x trừ 1 cộng y mũ 3 cộng 2x bình y. Lấy đạo hàm vế phải là không lấy đạo hàm. Ra đây tương đương luôn. Một đạo hàm là x đạo hàm là 1. Rồi một đạo hàm là 0. Y mũ 3 đạo hàm bằng 3 y bình nhân với y phải. Cộng với 2 nhân với x bình đạo hàm là 2x nhân y. Cộng với x bình nhân với y phải. Vế phải là không đạo hàm bằng 0, đặt này là sao. Bây giờ thay x bằng 0 và y bằng 1 vào đẳng thức sau. Sau trở thành 1 cộng 3 nhân y bình là nhân 1 nhân với y phải cộng với thay nguyên cái x bằng 0 thì các anh chị thấy là 2 nhân với 0 luôn à. Mà không. Như vậy từ đây dẫn đến y phải là bằng trừ 1 chia 3. Và đó chính là y phải tại x bằng 0. Y phải tại x bằng 0. Phương trình tiếp tuyến. Của đồ thị C tại M. Không một. Phương trình là y bằng y phải tại 0 nhân với x trừ 0 rồi cộng 1. Các chị thế vào thôi. Trừ 1/3 nhân với x trừ 0 cộng 1. Như vậy là bằng trừ x chia 3. Rồi, phần 1 là đáp số cuối cùng. Tuy nhiên, đạo hàm hàm ẩn thì đây là cái vấn đề mới. Thì những câu như thế này khác biệt so với phổ thông.
Kết quả là trừ x chia 3 cộng 1 ha. Câu số 5, câu 4. Tính đạo hàm của hàm số, câu này gọi là tính đạo hàm hàm hợp đây. Giải luôn. Y phải hạt tan của 2022 trừ x bình trên cho 2022 cộng với x bình lấy đạo hàm. Hạt tan u đạo hàm bằng u phẩy trên cho 1 cộng u bình 2022 trừ x bình chia 2022 cộng x bình lấy đạo hàm trên cho 1 cộng với 2022 trừ x bình chia 2022 cộng với x bình đem bình phương. Kiểm tra cái kỹ năng tính toán ha. Bật nhà tranh tử đạo hàm tiên tử trừ 2 nhân với dưới 1 đạo hàm tiên tử nhân với dưới 1 trừ đi trên tử nhân với đạo hàm của dưới mẫu 2022 trừ x bình dưới mẫu lấy đạo hàm là 2 trên cho dưới mẫu bình phương 2022 cộng với x bình đem bình phương. Bây giờ dưới mẫu các anh chị quy đồng mẫu thức cái dưới mẫu là 2022 cộng với x bình đem bình phương cộng 2022 trừ x bình đem bình chia cho 2022 cộng với x bình đem bình phương. Các chị để ý là cái thừa số ở tầng thứ 2 với tầng thứ 4 các chị rút gọn đi. Dạ bằng trừ 4022 4044 x trừ 2x mũ 3 trừ đi 4044 x trừ đi trừ là cộng 2x mũ 3 dưới mẫu 2022 bình phương cộng với x mũ 4 cộng với 4044 x bình cộng với 2022 bình phương trừ đi 4044 x bình cộng x mũ 4 dưới mẫu là sang chứ. Trên tử thì các anh chị thấy là 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3 cộng 2x mũ 3 là hết, còn trừ 8088 x dưới mẫu là hai số hạng này rút gọn đi, như vậy là còn hai lần 2022 bình phương cộng với 2x mũ 4 và các anh chị rút gọn tử và mẫu chắc cho 2 thôi. Như vậy là trừ 4044 x trên cho dưới mẫu là x mũ 4 cộng 2022 bình phương và nó là đáp xong.